kính thưa thầy Khoáng, thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, thì hôm nay thì tôi xin trình bày về cái bài về siêu âm đàm hồi vú, vai trò và cái giới hạn của siêu âm đàm hồi. Thì như chúng ta đã biết, siêu âm đàm hồi là bắt đầu khoảng những năm gần đây bắt đầu càng ngày càng phát triển trong trong cái lĩnh vực siêu âm. Siêu âm đàm hồi càng ngày càng phát triển trong cái lĩnh vực của chúng ta với lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy chúng ta cần phải biết được cái vai trò và giá trị của nó, những cái ưu điểm của siêu âm đàm hồi cũng giống như cái giới hạn của nó để chúng ta ứng dụng nó một cách có hiệu quả hơn. Thì siêu âm đàm hồi trên thế giới thì đã biết từ 25 năm nay rồi, nhưng mà thật ra siêu âm đàm hồi chỉ mới phát triển khoảng 10 năm gần đây, và nhất là phát triển mạnh trong 5 năm gần đây. Thì siêu âm đàm hồi có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực ung thư, giống như là ung thư vú, giáp, hạch, gan, tụy, tiền liệt tuyến và phổi cung. Thì về nguyên lý siêu âm đàm hồi, mục đích của siêu âm đàm hồi là để xem coi cái độ cứng của cái sang thương nó như thế nào. Từ cái độ cứng đó là ta có thể đoán ra được cái bản chất lành tính hay là ác tính của sang thương đó. Như vậy thì siêu âm đàm hồi nó đo được cái độ cứng của sang thương, và từ cái độ cứng đó họ sẽ chuyển qua cái dạng hình ảnh để chúng ta xem. Siêu âm đàm hồi khảo sát trong cái mục đích của siêu âm đàm hồi là mình phải khảo sát hai vấn đề: một là độ cứng của sang thương và hai là kích thước của sang thương. Từ đó chúng ta so sánh nó với là siêu âm bề mốt. Thì siêu âm đàm hồi chúng ta có hai loại, đó là siêu âm đàm hồi nén và siêu âm đàm hồi sóng biến dạng. Đầu tiên, để nói về cái giá trị của siêu âm đàm hồi của vú, thì chúng ta biết là siêu âm đàm hồi vú mục đích của nó là để nhằm cung cấp thêm những cái thông tin cho siêu âm đàm hồi B1 và siêu âm màu. Chứ không thể nào làm siêu âm đàm hồi mà không có cái thông tin của siêu âm B1 và siêu âm màu, thì như vậy cái giá trị của siêu âm đàm hồi nó không thể có được. Và như vậy nhờ cái siêu âm đàm hồi nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong vấn đề tầm soát ung thư vú bằng siêu âm. Siêu âm đàm hồi thì có vai trò rất ít đối với những cái sang thương mà đã rõ ràng, ví dụ như là sang thương vú ở BRAF 2, BRAF 4C hoặc BRAF 5 trên cái siêu âm B1. Có nghĩa là nếu mà chúng ta làm siêu âm bằng B1 mà chúng ta thấy là sang thương này rất rõ của một cái BRAF 2, ví dụ một cái nang vú hoặc là một vú sạch tuyến đã biết từ lâu rồi, thì không nhất thiết phải làm siêu âm đàm hồi. Hoặc là một cái tổn thương của vú mà chúng ta rất rõ nó, nghĩa là không có thể nào chối cãi được đó là ung thư vú, tức là mình sẽ xếp nó vào nhóm BRAF 5, hoặc là rất nghi ngờ ung thư, tức là nhóm BRAF 4C, thì như vậy chúng ta không cần thiết phải làm siêu âm đàm hồi. Mục đích của siêu âm đàm hồi là để đánh giá cái tổn thương từ 4A và 4A, 4B và BRAF 3. Tức là nếu như có siêu âm đàm hồi, một cái sang thương trên B1 mình có thể đánh giá nó là 4A, thì nhờ siêu âm đàm hồi mình có thể đưa nó xuống thành 4B, thành BRAF 3. Còn một cái sang thương mà trên siêu âm B1 mình đánh giá nó là BRAF 3, thì nhờ cái siêu âm đàm hồi mình sẽ đưa nó lên thành siêu âm 4A, BRAF 4A. Thì vai trò của nó như thế nào thì một chút nữa chúng ta sẽ xem. Còn như vậy thì một cái sang thương mà BRAF 3 trên cái siêu âm B1 nhưng mà nó mềm trên cái siêu âm đàm hồi, thì từ đó mình sẽ chuyển nó xuống BRAF 2. Thì như vậy vai trò của siêu âm đàm hồi là gì? Là để nâng cấp lên hoặc là hạ thấp xuống cái BRAF mà mình xếp trên cái siêu âm B1 và siêu âm màu. Thì như vậy chúng ta nhìn trên cái sơ đồ này, chúng ta sẽ thấy cái biểu đồ, chúng ta thấy là đây là người ta đánh giá cái độ cứng của cái sang thương của vật chất. Thì như vậy mình thấy đối với lại cái mỡ là cái cấu trúc nó rất là mềm, tuyến vú thì nó cứng hơn so với lại mỡ, nhưng mà so với những cái cấu trúc khác thì nó mềm hơn. Và như vậy chúng ta thấy ví dụ như đây là tuyến vú, đây là mô sơn, đây là ung thư vú tại chỗ và đây là ung thư vú xâm lấn. Thì như vậy đối với những cái tổn thương mà ác tính thì cái độ cứng của nó rất là cao, còn những cái cấu trúc mà lành tính thì cái độ cứng của nó ít. Có nghĩa là đối với những cái cấu trúc bình thường như thế này thì nó có độ đàm hồi tốt.
Còn những cái tổn thương mà cứng có nghĩa là nó không có độ đàn hồi. Thành ra cái đàn hồi nó sẽ đi ngược với lại cái độ cứng. Cái gì mà càng cứng thì không có đàn hồi, mà cái gì nó mềm, tức là tổn thương bình thường, chất cấu trúc bình thường, nó mềm thì nó lại không có cứng, tức là nó sẽ có cái độ đàn hồi cao. Thì về siêu âm đàn hồi mình có hai loại siêu âm đàn hồi, đó là siêu âm đàn hồi nén và siêu âm đàn hồi sóng biến ngang. Thì siêu âm đàn hồi nén là từ cái chữ strain elastography, nó có nhiều cái tên gọi khác nhau ha. Mình có thể gọi nó siêu âm đàn hồi nén, hay là đàn hồi co giãn, hay là đàn hồi gây biến hình, hay đàn hồi gây bắn tỉnh, đủ thứ hết. Thì như vậy á, dù cho nhiều việc cái tên gọi nó quá nhiều, thì ra mình có thể mình dùng cái từ strain, tức là cái đàn hồi nén này, để mình biết đây là cái đàn hồi như thế nào. Thì các bạn nhìn trên cái sơ đồ này, các bạn sẽ thấy hình vẽ này, các bạn sẽ thấy đây là cái đầu dò và đây là vú và cái cấu trúc tổn thương ở bên trong vú. Thì như vậy á, với một cái tổn thương mà khi mà mình đè nén, tổn thương ban đầu nó là cấu trúc A đây, khi mà mình đè nén nó xuống á, thì nó chuyển sang cái cấu trúc B, có nghĩa là cái sang thương này nó có độ đàn hồi, mình mới đè nó lún xuống được, chứ còn nếu nó cứng thì mình không đè được. Như vậy thì từ một cái cấu trúc A ban đầu nó là hình tròn, và mình với cái sự đè nén của mình đã làm thay đổi cái hình dạng của nó đi, nó chuyển qua một cái hình dạng B nó khác này, và đường kính trước sau của cái A nó lớn hơn đường kính trước sau của cái B. Thì như vậy đây là cái sang thương mà nó có độ đàn hồi, có nghĩa là nhiều khả năng nó là có tổn thương lành tính. Còn như đây mình thấy là một cái sang thương nó cứng là từ một cái cấu trúc A ban đầu, và khi mình đè nó xuống thì nó chỉ di chuyển đi lên và đi xuống, chứ nó không hề thay đổi cái hình thái của nó, có nghĩa là nó cứng. Và cái kích thước của nó từ ban đầu cho đến cái sau khi mình đè thì nó không có thay đổi tương đương với nhau. Thì như vậy đây là cái tổn thương cứng. Thì như vậy mục đích của siêu âm đàn hồi là mình coi bản chất của cái đó nó có đàn hồi hay không, có nghĩa là nó có cứng hay không. Nó là từ trên đó mình sẽ coi bản chất của nó. Thì đối với lại cái siêu âm đàn hồi nén thì người ta có hai loại phổ màu. Thì khi bất kỳ một cái máy siêu âm đàn hồi nén nào, các bạn cũng nhìn thấy ở bên cái cột bên này, nó sẽ có cái biểu thị màu ở đây, bên đây cũng vậy. Nhưng mà luôn luôn họ có cái chữ soft nằm ở phía trên và chữ hard nằm ở phía dưới ha, có nghĩa là cái gì mềm thì nó nằm ở phía trên và cứng nó nằm ở dưới. Thì như vậy á, đối với lại cái hình này á, thì mình thấy cái phần mềm đó là màu đỏ và phần cứng đó là màu xanh dương. Trong khi ngược lại ở đây thì cái phần mềm đó là màu xanh dương và phần đỏ, phần cứng đó là màu đỏ. Thì như vậy á, khi mà các bạn làm siêu âm đàn hồi, các bạn phải biết cái máy của mình nó phổ màu như thế nào, cái nào là cứng và cái nào là mềm. Tại vì các bạn thấy hai này nó ngược nhau hoàn toàn. Thành ra là nếu mà mình không có để ý cái này á, thì cái khi mà người ta mềm thì mình lại tưởng nó là cứng, mà người ta cứng mình lại tưởng nó là mềm ha. Thành ra là mình phải dựa trên cái bảng này để mình xem. Thì như vậy các bạn thấy đây là một cái sang thương ở cái vị trí này trên cái B1, thì mình thấy cái tổn thương này rất khó nhận thấy trên siêu âm B1. Cái độ hồi âm của nó hơi kém hơn cái mô mỡ một chút xíu, nhưng mà khi mà mình làm trên siêu âm đàn hồi thì mình thấy cái vùng sang thương này nó có cái màu đỏ ở đây, và màu đỏ ở đây tương ứng với vị trí này thấp ở dưới này, có nghĩa đây là cái phần cứng. Nó tức là một cái sang thương này nó có cái độ cứng rất là cao, nó nằm đụng màu đỏ của nó nằm thấp xuống xuống dưới này. Và đây cũng vậy, một cái sang thương echo kém, rất là kém trên vú như thế này ha. Và khi mà mình làm siêu âm đàn hồi thì mình thấy nó có màu xanh dương, và màu xanh dương trên cái phần này thì nó lại tương ứng với phần cứng ở đây, có nghĩa là đây là đều hai sang thương đều là cứng hết, nhưng mà cái phần cứng trên này thì nó thể hiện bằng cái màu đỏ, và phần cứng dưới này nó thể hiện bằng màu xanh nhá. Và như vậy á, thì khi mà mình làm siêu âm đàn hồi luôn luôn nó sẽ trên cái màn hình của mình sẽ có một bên là siêu âm B1 và một bên là cái hình ảnh của cái phần đàn hồi, và cái đó người ta gọi nó là cái cửa sổ đàn hồi hay là elastogram. Bây giờ ngoài cái chuyện là mình xem được cái màu của nó để mình biết được nó là cứng hay nó là mềm hay nó ở trung gian như thế nào đó, thì trên cái siêu âm đàn hồi mình còn có thể đo được cái chỉ số nén SR của cái sang thương đó, tức là mình so sánh cái lực nén của mình lên trên cái phần mô bệnh lý và cái mô bình thường ở chung quanh đó. Và thường người ta lựa chọn nó là mô mỡ, tại vì mô mỡ là một cái cấu trúc mà nó không hề thay đổi theo thời gian. Người trẻ hay người già thì cái độ mềm của mỡ cũng như nhau đó, thành ra là thường là người ta so sánh nó với lại mô mỡ, với lại cái cấu trúc bệnh lý và mô mỡ, để người ta xem coi cái sự chênh lệch, cái tỷ lệ đó nó chênh lệch với nhau như thế nào, từ đó mình đoán ra được cái sang thương đó là nó cứng hay nó mềm. Thì cái ngoài ra
Trên cái siêu âm đàm hồi thì mình đo được cái kích thước trên siêu âm đàm hồi và kích thước trên siêu âm B1. Từ đó mình mới thấy được là cái kích thước khi mà mình đo trên siêu âm B1 với lại siêu âm đàm hồi nó có khác biệt gì với nhau hay không. Thì người ta thấy là đối với những cái tổn thương lành tính, nếu mà mình lấy cái chỉ số kích thước trên siêu âm đàm hồi chia cho kích thước trên siêu âm B1 mà nó ra là 0.76 trong cái giới hạn này thì đây là cái tổn thương lành tính. Còn nếu như cái chỉ số nó lên cao vượt lên trên 1 thì thường là những cái tổn thương ác tính. Tuy nhiên đây là một cái siêu âm mà nó rất là chủ quan, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái lực đè của cái người làm siêu âm, và cũng giống như cái góc mà mình đè xuống, mình để cái đầu dò lên trên cái da của người ta, bắt buộc mình phải để là luôn luôn là vuông góc, tại vì nếu mình làm chệch một cái thì mình sẽ sai đi cái kết quả của mình. Thành ra đây là một cái siêu âm mà nó tương đối là khó làm, nó rất là chủ quan, nó phụ thuộc vào người làm siêu âm rất là nhiều, và ngay cả cái cùng một người làm siêu âm thì kết quả của nó cũng thay đổi. Nó thay đổi, mặc dù chính một mình làm thôi thì kết quả lần này với kết quả lần khác nó cũng đã có thể khác biệt rồi, huống hồ gì là giữa người này và với một người khác. Thành ra đây là cái siêu âm đàm hồi rất là khó đánh giá, và người ta yêu cầu muốn thực hiện cái siêu âm đàm hồi này thì ít nhất một cái người làm siêu âm B1 phải có kinh nghiệm ít nhất là 5 năm thì mới thực hiện được cái siêu âm đàm hồi này nha. Thành ra là đây là một cái siêu âm mà nó tương đối là khó. Thì về các tổn thương mà mình thấy được trên cái siêu âm đàm hồi của vú, người theo phân loại của Tsukuba thì người ta chia ra làm các nhóm như thế này. Thì nếu mà cái sang thương đó mà khi mà trên cái siêu âm B1 mình thấy đây là sang thương B1 ở đây, và nếu như mà mình làm siêu âm đàm hồi mình thấy cái phần sang thương đó nó có màu xanh lá giống như thế này. Xin lỗi, trước khi mà trở lại cái phần này thì tôi ở đây tôi quy ước, chúng ta quy ước với nhau ha, là phần đỏ là phần mềm và phần xanh dương là phần cứng, tại vì phần lớn các máy là họ phổ màu theo thế kiểu này, một số ít máy nó theo kiểu này, thành ra mình quy ước với nhau là phần đỏ là phần mềm và xanh dương phần cứng, và xanh lá tức là phần ở giữa. Thì như vậy á, nếu như một cái sang thương trên B1 mình thấy như thế này, và khi mình làm siêu âm đàm hồi trên cái sang thương đó thì mình thấy toàn bộ cái sang thương đó và cái vùng mô chung quanh cái sang thương này nó cùng có một màu xanh lá như nhau, có nghĩa là mình rất khó nhận diện cái sang thương đó trên cái siêu âm đàm hồi, thì đó người ta xếp nó vào nhóm 1. Còn cũng cái sang thương đó khi mà trên cái phần đàm hồi mình sẽ thấy là nó màu xanh lá và bên trong đó nó có vài điểm vào điểm xanh dương, tức là xanh lá và xanh dương nó xen lẫn với nhau, thì người ta gọi cái đó là hình thảm xanh lá và xanh dương. Thì như vậy mình xếp nó vào nhóm 2. Một cái sang thương mà khi trên siêu âm đàm hồi mà mình thấy là cái phần trung tâm của sang thương thì nó màu xanh dương và cái phần bao chung quanh nó là màu xanh lá, thì mình xếp nó vào nhóm 3. Khi mà cái màu xanh dương này nó vượt qua hết, chiếm toàn bộ cái sang thương đó luôn, không có cái viền xanh lá nữa, thì lúc đó mình xếp nó là nhóm 4. Và khi mà cái xanh dương đó nó không chỉ ở trong sang thương thôi mà nó còn vượt ra ngoài cái sang thương nữa, cái vùng xanh dương đó nó phủ ra ngoài cái mô chung quanh luôn, thì lúc đó mình sẽ xếp nó là vào nhóm 5. Thì như vậy cái bản chất lành tính của nó sẽ giảm dần theo cái score từ 1 đến 5, cũng giống như là cái bản chất ác tính của nó sẽ tăng dần từ 1 đến 5. Ngoài ra trong cái tính vú thì mình thấy là cái nang vú là một cái rất là hay gặp, và trên cái siêu âm đàm hồi hình ảnh điển hình của nang vú là người ta gọi là cái hình ảnh BGR, tức là blue, green và red ha? Tức là mình có xanh dương, xanh lá và màu đỏ, nó xếp thành cái ba cái dọc như thế này, thì đây là cái hình ảnh rất là điển hình của một cái nang vú. Thì như vậy á, thì chúng ta phải nhớ là khi làm siêu âm đàm hồi chúng ta phải thuộc cái bản này ha? Càng nhiều xanh dương càng nhiều xanh lá thì là càng lành tính, và càng nhiều xanh dương nó sẽ càng ác tính. Và khi cái xanh dương đó nó không chỉ ở trong sang thương mà nó còn vượt ra ngoài sang thương nữa, nó tăng kích thước hơn, thì cái khả năng ác tính rất là cao. Bây giờ một số cái tổn thương thường gặp trong cái tuyến vú, ví dụ như là vú sợ tuyến là mình rất hay gặp. Vú sợ tuyến là một loại vú mềm, nó có đàm hồi tương đương với lại mô vú, thành ra cái kiểu của nó, cái score của nó là thường là nhóm 1, score 1 và score 2. Còn nang vú cũng là một loại rất là hay gặp, thì cái hình ảnh điển hình của cái nang là BGR. Thay đổi sơ mộc, bản chất của nó không phải là tổn thương của vú, thay đổi sơ mộc là vú, là mô vú,
Thành ra hình ảnh của nó tương đương với lại vú vú ha. Do đó cái kiểu của nó cũng là scar 1, scar 2 giống như là vú sọc tuyến. Ung thư vú là một loại tổn thương cứng hơn cái mô vú chung quanh. Thành ra siêu âm đàm hồi nó sẽ chiếm vào cái scar 4 và 5. Thì như vậy đối với lại cái hình thái á, thì mình sẽ có những cái loại tổn thương rất là hay gặp ở đây. Còn về cái chỉ số SR của cái siêu âm đàm hồi thì đối với tổn thương lành tính thì cái SR này nó dao động khoảng 1.92, tức là khoảng gần 2. Còn ung thư vú thì cái chỉ số đó nó lên tới trên khoảng 4. Bây giờ mình vào những cái phần mà bệnh lý của siêu âm đàm hồi, mình thấy được trên siêu âm đàm hồi. Ví dụ như đây là một người phụ nữ 44 tuổi có một cái sang hương ở vú. Trên nhũ ảnh á, thì mình thấy đó là cái tổn thương mà dạng không đối xứng đậm độ khu trú. Trên siêu âm B1 thì mình thấy đây là một cái nốt đường kính là 12mm. Echo kém hơn so với lại mô mỡ, nó có tăng âm rất là nhẹ phía sau. Nhưng mà mình chính cái tổn thương hình tròn echo kém hơn mô mỡ, mặc dù giới hạn rất là rõ nhưng cái độ hồi âm của nó rất là kém so với lại mô mỡ. Thành ra mình xếp nó vào nhóm BRAF 4B. Và trên cái siêu âm đàm hồi thì mình thấy là nó là BRAF score 3, có nghĩa là cái xanh dương nó nằm ở giữa và nó có cái viền xanh lá bao chung quanh, thì mình xếp nó là vào score 3. Và khi làm sinh thiết lõi kim trên cái tổn thương này thì đây là một cái ung thư carcinoma tuyến vú, vừa có tại chỗ mà vừa có xâm lớn, tức là vừa có cái phần tổn thương tại chỗ và phần tổn thương xâm lớn bao chung quanh. Một cái hình ảnh tiếp theo nữa, ví dụ như đây là bệnh nhân 41 tuổi, có trên nhũ ảnh thì nó có một cái khối bất thường và rất là nghi ngờ. Trên siêu âm B1 thì tương ứng với cái vị trí đó là mình thấy nó có một cái cấu trúc echo kém hơn so với lại mô mỡ, hình bầu dục trục song song với lại da, giới hạn rất là rõ. Mình xếp nó vào nhóm BRAF 4A. Và trên siêu âm đàm hồi thì mình thấy nó có màu xanh lá tương đương với lại cái mô vú chung quanh, cái mô chung quanh nó. Thì như vậy có nghĩa là score là score 1. Và khi làm FNA thì ra giải phẫu bệnh thì ra là thay đổi sơ bộ. Ví dụ như đây là một cái, trên cái hình này, ba cái hình này đều là tổn thương dạng nang của vú, có nghĩa là nang vú. Nhưng mà đây là một cái nang, những cái xếp và những cái nang không điển hình, có nghĩa là trên cái hình ảnh B1 mình hoàn toàn không thấy được một cái cấu trúc gọi là echo trống với hạn rõ, đồng nhất tăng âm phía sau, hoàn toàn không có dấu hiệu đó. Thành ra những cái nang như thế này thì người ta xếp nó vào trong nhóm gọi là nang không điển hình. Thì như vậy nang không điển hình hay là một cái u đặc của vú nhiều khi rất khó phân biệt khi mà kích thước nó còn nhỏ như thế này. Ví dụ như đây trên siêu âm B1 mình thấy là một cấu trúc tròn giới hạn rõ và giảm âm nhẹ âm phía sau. Thành ra là mình không thể đoán được đây là cái tổn thương này nó là mô đặc hay nó là dịch ở phía trong này. Và trên siêu âm đàm hồi mình thấy nó có cái dấu hiệu BGR rất là rõ, tức là màu xanh dương, xanh lá và màu đỏ. Đây tức là nó xếp rất là điển hình của cái hình của cái nang vú. Và khi người ta làm đưa kim vào đây thì người ta chọc hút nó ra là cái nang và hút sạch cái nang đó. Còn đây cũng vậy, một cái sang hương tròn thì cũng rất là kém so với lại mô mỡ, có giảm âm nhẹ phía sau, nó na ná giống như là cái này ha. Và khi mà mình làm siêu âm đàm hồi nó cũng có cái hình là BGR, nhưng khi mà mình làm chọc hút thì nó đây là bú sợ tuyến, tức là một cái tổn thương lành tính. Bú sợ tuyến nhiều khi đôi khi nó sẽ cho ra hình ảnh cũng y hệt như là một cái nang vú. Tại vì sao? Tại vì bú sợ tuyến là một cái tổn thương không có dính vào mô chung quanh, nó rất là trượt. Và chính vì cái hình ảnh trượt của nó làm ra cái màu đỏ như thế này. Tức là khi mà mình làm trên một cái tổn thương nào mà mình thấy cái rìa sau của nó mà nó có cái phần đỏ như thế này, thì mình biết nó có thể trượt bên trên ở cái rìa sau của nó, có nghĩa là nó không dính vào cái mô vú ở cái phần rìa sau nha. Thành ra là đây là cái hình ảnh giả của một cái nang vú, nó làm cho mình làm tưởng đây là một cái nang, nhưng mà khi mà mình làm FNA mình mới biết được đây là cái vú đặc và nó là vú sọc tuyến lành tính. Còn đây là một cấu trúc nang rất là rõ. Trên siêu âm B1 mình thấy echo trống đồng nhất, một cái nang rất là điển hình. Nhưng khi mà mình nhìn kỹ lại thì mình thấy ở phía sau của cái nang đó nó có cái chồi nhỏ ở đây. Và trên cái siêu âm đàm hồi thì mình thấy là nó có cũng có cái dấu hiệu rất là điển hình của nang, tức là màu xanh dương, xanh lá và màu đỏ. Nhưng ở cái phần mà mình thấy cái chồi ở phía sau này thì cái vùng đó nó tương ứng với là màu xanh dương, có nghĩa là màu xanh dương nhạt, có nghĩa là cái phần mà nó tương đối là cứng, nó không phải là xanh dương đậm, xanh dương đậm thì nó tốt ở dưới này, tức là nó rất là cứng. Còn cái này là màu xanh dương nhạt, tức là nó hơi cứng một chút xíu so với đây. Thì đây là cái chồi ở trong cái nang và trên cái kết quả mổ sau cùng nó là đúng nhú. Tức là cái phần chồi nó có cái độ cứng, thành ra nó hiển thị bằng cái màu xanh dương nhạt. Còn đây trên cái hình ảnh B1 mình thấy một cái sang hương echo rất là kém so với lại mô mỡ, giới hạn không có rõ, bờ không có đều, nó tạo thành những cái góc cạnh này nọ.
Và trên cái siêu âm đàn hồi thì mình đã thấy nó có cái màu vừa khảm xanh dương, vừa khảm xanh lá ở trong khúc này. Thì như vậy đây là cái score 2 trên siêu âm đàn hồi. Và khi mà mình đo cái chỉ số chớ của sanh thương so với lại mô mỡ thì mình thấy chỉ số này nó nhỏ hơn 2 và tương đương với là một tổn thương lành tính, và kết quả cuối cùng của nó là thay đổi sơ mọc. Đây là một cái sanh thương echo rất là kém so với lại mô vú giới hạn không rõ, không có đồng nhất. Mình thấy cái vùng trung tâm của sanh thương, cái độ hồi âm nó kém rất nhiều so với lại cái vùng rìa của nó. Và khi mà mình làm trên siêu âm đàn hồi thì mình thấy là sanh thương, cái tương ứng với lại cái sanh thương thì cái nguyên cái vùng đó nó là cái màu xanh dương, mà cái phần trung tâm của nó thì màu xanh dương rất là đậm so với lại cái màu xanh dương ở phía ngoài rìa. Và càng đi ra ngoài thì màu xanh dương nó giảm dần đi, nhưng mà kích thước của sanh thương trên cái siêu âm đàn hồi nó tăng hơn so với lại kích thước của cái sanh thương trên siêu âm B1. Thì như vậy cái tổn thương này mình sẽ xếp nó vào nhóm score 5. Tổn thương nó tăng cái score 5 trên cái siêu âm đàn hồi và tăng kích thước hơn trên siêu âm đàn hồi. Khi mà đo cái chỉ số SR thì nó là 3.98. Đây là một cái ung thư xâm lấn. Đây là một cái bệnh nhân 54 tuổi đi chụp nhu ảnh định kỳ, và người ta phát hiện ra một cái ổ vi vô hóa như thế này, rất là nghi ngờ trên cái nhu ảnh. Thì đương nhiên là khi mà mình thấy một cái sanh thương nghi ngờ trên nhu ảnh, bắt buộc mình phải làm trở lại trên siêu âm B1 để mình tìm coi là có thấy được cái sanh thương đó trên siêu âm B1 hay không. Thì nếu như mình thấy được trên cái siêu âm bình thường thì mình sẽ làm can thiệp trên siêu âm B1 cho nó đơn giản, chứ mình can thiệp trên nhu ảnh nó rất là phức tạp và ăn tia mất thời giờ, bệnh nhân sẽ ăn tia và tốn tiền hơn. Do đó mình phải quay lại mình làm, mình tìm cái sanh thương đó trên siêu âm B1 phải có hay không. Nhưng mà với bệnh nhân này, khi mình làm siêu âm B1 mình hoàn toàn không tìm thấy được cái sanh thương nào cả. Nhưng tương ứng với là cái vị trí mà mình thấy bất thường trên nhu ảnh thì mình mới làm cái siêu âm đàn hồi. Và trên cái siêu âm đàn hồi, cái vị trí đó thì nó hiển thị bằng cái màu xanh dương, tức là nó gợi ý cho mình biết là cái vùng mô vú ở đây nè, ngay vị trí này nè, vùng mô vú này, các bạn nhìn hoàn toàn các bạn không thấy sanh thương đâu cả, đây là mô mỡ. Thành ra cái siêu âm đàn hồi của nó là màu xanh lá, là nó mô mềm. Còn đây là sanh thương, mình thấy nó có màu xanh dương. Và trên siêu âm B1 thì hoàn toàn không tìm thấy một cái khối cấm chỗ nằm trong đó hết. Thì chính vì cái chỗ đó nó gợi ý, thành ra là mình làm can thiệp lên trên đây. Và cuối cùng thì nó ra là một cái ung thư tuyến vú. Đây cũng vậy, khi mà mình làm siêu âm định kỳ trên một cái bệnh nhân này thì mình thấy có một cái vùng echo kém và giảm âm phía sau như thế này. Không có giải thích được một cái lý do nào mà nó có sự hiện diện của cái sanh thương này. Nó không giống thay đổi sơ mọc, nó không giống một cái vú sợ tuyến, nó cũng không giống một cái nen. Thành ra là vì vậy mình làm siêu âm đàn hồi lên trên một cái sanh thương này. Tại vì khi mà mình làm sanh thương này á thì mình phải xếp nó vào VIDAC 4 rồi. Đây là một cái sanh thương echo kém, hơi mô mỡ, hơi tròn, giới hạn không rõ, mặc dù được đồng nhất và có giảm âm nhẹ phía sau, tức là mình phải xếp nó ít nhất phải là VIDAC 4B. Thành ra là mình sẽ làm siêu âm đàn hồi lên trên đó, và tương ứng với cái vùng đó mình thấy nguyên một cái vùng màu xanh dương rất là lớn, kích thước của nó tăng hơn so với lại cái mà mình thấy trên siêu âm B1. Thì đây là một cái ung thư chữ thùy của tuyến vú xâm lấn. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần làm siêu âm tầm soát ung thư vú bằng một cái siêu âm B1 thì những cái tổn thương như thế này không tài nào chúng ta tìm ra được. Còn đây là một bệnh nhân có một cái khối echo kém, 30 tuổi, có khối echo kém trên siêu âm B1, và khi mình làm trên siêu âm đàn hồi á, thì mình thấy nó cứng. Thành ra cứng, các bạn thấy nó có màu xanh dương ở phía trong và màu xanh lá nó bao chung quanh như thế này. Đó, tức là mình xếp nó vào nhóm score 3. Đương nhiên khi mà mình thấy cái này, tức là mình bắt buộc là mình phải chọc hút, và khi chọc hút thì nó đây nó ra là một cái nang không có, nang không điển hình, tức là một cái nang biến chứng, nó có xuất tiến bên trong. Đây là hình ảnh của một cái sanh thương cô kém, giới hạn rõ và khá là đồng nhất, tăng âm nhẹ phía sau, bóng lưng bên. Thì sanh thương này trên cái siêu âm B1 thì nó có chỉ có một cái đặc điểm, đó là cái độ hồi âm của nó rất là kém so với là mô mỡ, thì nên mình phải xếp nó vào nhóm VIDAC 4. Và khi mà mình làm siêu âm đàn hồi thì mình thấy hình ảnh của nó rất là điển hình của một cái nang vú, tức là blue, green và red ở đây. Còn đây cũng vậy, là một cái nang không điển hình. Trên siêu âm đàn hồi mình thấy nó giống như là một cái khối mô đặc echo kém. Và khi mà mình làm cái siêu âm đàn hồi thì mình thấy nó có hiển thị màu xanh dương, có nghĩa là mình phải xếp nó vào nhóm score 4. Nó làm cho mình lầm tưởng đây là một cái tổn thương dàn đặc, nhưng mà khi mà mình chọc hút ra thì mình biết là đây là một cái nang. Ha? Thì như vậy
Đây là những cái nang không điển hình của vú. Tức là những cái nang không điển hình của vú thì thường người ta sẽ dùng siêu âm đàm hồi để mà mình biết cái nào mình cần phải chọn. Ví dụ như khi mình làm siêu âm đàm hồi nó ra là score 3, score 4 như thế này, bắt buộc là mình phải chọn cái khối đó để xem nó là đặc hay là nữ. Nhưng nếu mà mình làm siêu âm đàm hồi mà mình thấy nó ra như thế này thì như vậy mình không cần phải can thiệp gì cả. Thì đây là một cái hình ảnh điển hình của một cái tổn thương lành tính và nhất là của cái nang vú. Thành ra người ta dùng siêu âm đàm hồi để sàng lọc, để biết coi là cái nào mình cần can thiệp và cái nào mình không cần can thiệp, để mình tránh can thiệp quá lố, cũng giống như để tránh bỏ sót những cái tổn thương cần thiết phải can thiệp. Rồi bây giờ mình đến cái dạng siêu âm đàm hồi thứ hai, đó là dạng siêu âm đàm hồi sóng biến ngang. Sóng biến dạng ngang ha, thì cái tên của nó là siêu wave. Thì đây là một cái siêu âm đàm hồi động, một cái siêu âm đàm hồi hồi nãy cái siêu âm đàm hồi nén mà là siêu âm đàm hồi bán định lượng, thì đây là một cái siêu âm đàm hồi định lượng. Thì nguyên lý của nó là như thế nào? Các bạn nhìn trên cái hình này, các bạn thấy khi mà mình có giọt nước nó rơi rớt xuống cái mặt hồ như thế này thì mình sẽ không thấy là cái sóng nước nó lan qua môi xung quanh như thế này. Thì cái nguyên lý của cái siêu âm đàm hồi siêu wave thì nó cũng na ná giống như vậy, tức là khi mình cho cái sóng siêu âm đi vào, nó đi ngang tới sang thương và nó sẽ truyền cái sóng ngang, sóng biến ngang như thế này, thành ra cái tên của nó là sóng biến dạng ngang. Thì nó truyền đi với một cái vận tốc mà mình sẽ đo cái vận tốc đó bằng cm trên giây, hoặc là nó truyền đi mà mình phải biết là nếu một cái sang thương mà nó cứng thì nó sẽ dễ truyền hơn là một cái sang thương mềm. Thì chính vì vậy mình sẽ đo được cái độ cứng của sang thương bằng kilopascal. Thì cái hiển thị màu trên cái siêu âm đàm hồi siêu wave đó thì người ta sẽ hiển thị bằng cái độ cứng của nó. Nếu mà có tổn thương nào cứng thì nó có màu xanh dương, và tổn thương nào mềm thì nó có màu xanh dương, và tổn thương nào cứng thì nó có màu đỏ. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn không có phân biệt máy nào cả, nó chỉ có một cái màu này mà thôi. Thì như đây các bạn nhìn thấy là cái độ cứng của các sang thương nó, của các cấu trúc nó khác nhau. Ví dụ như mô mỡ mình có cái độ cứng của nó là 3 kilopascal, vú thì là 45. Những cái tổn thương lành tính, vú lành tính ví dụ như là vú sơ tuyến thì là nó nhỏ hơn 80, nhưng mà những tổn thương ác tính thì nó sẽ lớn hơn 100. Thì đây là một cái siêu âm đàm hồi rất là khách quan, nó khảo sát độc lập và nó ít lệ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ. Thành ra là một người khi mà mình sử dụng siêu âm đàm hồi này thì không cần thiết phải là cái người đó phải có nhiều năm kinh nghiệm giống như là khi mình làm cái siêu âm đàm hồi mà đàm hồi nén. Thì đây là những cái dạng của những cái loại khác nhau của siêu âm đàm hồi sóng biến ngang ha, tức là siêu wave vậy đó. Thì mình thấy là siêu âm đàm hồi nén của mình là đây, siêu âm đàm hồi sóng biến ngang là đây. Thì mình có hai cái dạng đây. Thì với cái dạng này thì thường là người ta ứng dụng nó trong cái đánh giá sơ gan. Còn đối với lại cái dạng này thì mình sẽ có hai loại, là một loại tên là ACTI và một loại là siêu âm của supersonic. Thì đối với lại cái ACTI thì mình sẽ đo cái vận tốc truyền bằng cm giây, còn đối với lại cái supersonic thì mình sẽ đo cái độ cứng của sang thương bằng kilopascal. Thì trên cái hiển thị màu của cái siêu âm đàm hồi này sóng biến ngang, các bạn thấy là hiển thị màu chủ yếu là cái nền của nó là màu xanh dương, và những cái tổn thương mà lành tính thì nó sẽ có cái màu xanh dương cùng với lại cái mô xung quanh, tức là nó mềm như nhau. Còn những tổn thương ác tính thì nó sẽ hiển thị bằng màu đỏ, tức là nó khác với lại cái mô xung quanh. Thành ra là khi mà mình để cái cửa sổ của cái siêu âm đàm hồi sóng biến ngang mà mình thấy toàn bộ cái màu xanh dương không một màu, mình không phân biệt được đâu là sang thương, đâu là cái mô xung quanh, mình biết đây là tổn thương nó mềm. Còn khi nào mình bắt đầu mình thấy có xuất hiện màu trong đó, mình bắt đầu mình biết nó có cái độ cứng ở bên trong đó. Thì như vậy cái độ cứng của nó sẽ tăng dần từ cái màu xanh dương, nó chuyển dần qua màu đỏ, và cái kilopascal sẽ tăng dần từ 0 cho đến 108. Và như vậy cái độ ác tính của nó cũng sẽ tăng dần từ màu xanh dương chuyển qua đây. Thì như vậy ha, mình phải nhớ trên siêu âm đàm hồi ba cái màu mình cần phải nhớ. Nếu mà là màu xanh dương đậm thì đó là mô mềm, càng đậm nó càng mềm, chứ không phải giống như cái hồi nãy nha, càng đậm là càng cứng ha. Thì cái này càng đậm nó càng mềm, xanh dương đậm, xanh dương nhạt là màu là mềm. Cái màu trung gian của nó là màu xanh lá và màu cam là màu trung gian, và những cái tổn thương ác tính thì nó có màu đỏ. Còn đối với nang vú là một cái tổn thương rỗng, thành ra là nó không có tín hiệu bên trong, các bạn thấy đây ha. Và trên cái siêu âm đàm hồi sóng biến ngang mình cũng sẽ đo được cái chỉ số đàm hồi. Thì cái chỉ số đó là người ta đo từ cái độ cứng, cái kilopascal, cái độ cứng của sang thương trên cái độ cứng của mô mỡ. Thì nếu như mà
một cái tổn thương mà nó có cái độ cứng, cái chỉ số này mà nó nhỏ hơn 3.1 thì thường là tổn thương lành tính. Càng thấp xuống dưới này thì càng lành tính, và càng tăng cao hơn 3.1 là càng ác tính. Trên đây các bạn thấy ha, một sang hương echo rất là kém, giới hạn không rõ, hơi tròn, giới hạn không rõ và khá là đồng nhất. Không tăng âm cũng không giảm âm phía sau, mình không nhìn thấy được cái sự xâm lớn của cái sang hương đó vào môi xung quanh. Nhưng mà trên siêu âm đàn hồi thì mình thấy gì, toàn bộ một cái vùng đỏ rất là lớn luôn, cái vùng đỏ rất là lớn, và kế bao xung quanh cái phần màu đỏ này nó là màu xanh lá, tức là cái vùng mà hơi trung gian, và phải đi ra xa một chút xíu nó mới có được cái màu xanh dương, tức là màu mềm của cái môi xung quanh. Điều đó có nghĩa là cái vùng trung tâm này rất là cứng, và cái độ cứng nó giảm dần 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 đi ra tới cái phần ở ngoài rìa. Và kích thước của sang hương trên cái siêu âm đàn hồi nó tăng hơn nhiều so với lại kích thước của sang hương trên siêu âm B1. Điều đó có nghĩa là sang hương này nó xâm lấn vào môi xung quanh, nó làm cho tăng cái độ cứng ra tới môi xung quanh bao bọc nó. Đây cũng vậy, một cái sang hương echo rất là kém, hay giới hạn rõ, bờ đa cung to, và có chỗ thì có một chỗ nó tạo góc như thế này. Giới hạn thì so với môi xung quanh rất là rõ, và mình cũng không nhìn thấy rõ được cái sự xâm lấn của cái sang hương này vào môi xung quanh. Nhưng trên siêu âm đàn hồi các bạn thấy một cái vùng màu đỏ nó lan rất là rộng ha, và mình thấy cái độ màu đỏ của nó, tức là nó tăng cái độ kilopascal của nó lên trên tốt trên này rồi. Có nghĩa là sang hương rất là cứng và nó xâm lấn vào môi xung quanh rất là nhiều. Ví dụ như đây là một cái bướu xạ tuyến, mà nhìn thấy ha, một cái khối echo kém, giới hạn rõ, giới hạn rất là rõ và khá là và đồng nhất, nó có vỏ bao rõ như thế này. Và khi mình làm trên cái siêu âm đàn hồi thì mình thấy là cái sang hương đó với lại cái mô chung quanh gần như là một màu, không thể phân biệt được đâu là sang hương, đâu là cái mô bình thường của bướu. Thì như vậy đây là một cái tổn thương lành tính. Còn chẳng hạn như đây một cái tổn thương mà mình nhìn thấy, ví dụ khoa như thế này, mình thấy một cái sang hương echo rất là kém so với lại mô mở, giới hạn không rõ ha, mình nghi ngờ một cái sang hương này, tại vì với cái này mình sẽ xếp nó vào IRAC 4B rồi. Nhưng mà khi mình làm đàn hồi thì mình thấy nó có một màu xanh dương chung với lại cái mô chung quanh, thành ra là đây là một cái tổn thương lành tính. Còn như đây mình thấy một cái cấu trúc echo không có rõ một cái u gì hết, nó chỉ có làm cái vùng echo hơi kém kém, rồi sau đó nó giảm âm, nó giảm âm nặng xuống phía dưới, mà hoàn toàn mình không nhìn ra được cái giới hạn của sang hương là chỗ nào hết. Nhưng mà trên siêu âm đàn hồi thì mình thấy đây là một cái vùng rất là cứng, nó có những cái vùng rất cứng và những vùng khá là cứng, và có cái vùng trung gian, sau đó cái độ cứng của nó giảm dần 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 đi ra tới phần ngoài rìa. Có nghĩa là đây là một cái sang hương rất là cứng, thì đây là một ung thư tiểu tùy xâm lấn. Các bạn biết là trong ung thư vú thì những ung thư ống tuyến vú, những ung thư rất dễ, khá là dễ nhận diện ở trên siêu âm B1, nhưng ung thư tiểu tùy là một ung thư khó đánh giá trên siêu âm B1. Thì như vậy với cái siêu âm đàn hồi này nó sẽ góp phần để mình hạn chế, bỏ bớt những cái sang hương mà mình khó đánh giá trên siêu âm B1 như thế này. Còn chẳng hạn như đây là một bướu xạ tuyến, mình nhìn thấy ha, trên cái siêu âm B1 thì mình thấy là cái tổn thương nó ở đây, và cái độ hồi âm của nó chỉ hơi kém hơn mô mở một chút xíu, và cũng na ná giống như là những cái đảo mỡ nằm ở kế cận. Và trên cái siêu âm đàn hồi thì mình thấy là nó cùng một màu so với lại mô xung quanh, tức là màu xanh dương mà thôi. Thì cái trên cái siêu âm đàn hồi khi mà mình muốn làm cái đo đạc như thế này thì mình phải để cái vòng tròn này, người ta gọi là cái roi của nó đó, thì roi của nó thì thường là khoảng, người ta để khoảng 2mm mà thôi. Thì như vậy khi mà mình so sánh cái độ, cái lực đàn hồi của cái sang hương trên cái mô mỡ thì mình đo được cái chỉ số này nó là khoảng 2, tức là đối nó rất là thấp, tức là tương đương với lại cái mô mềm. Còn như vậy thì mình đã nói qua những cái loại kỹ thuật khác nhau của siêu âm đàn hồi, thì đây là cái bảng để cho mình có một cái khái niệm tổng hợp lại những cái siêu âm đàn hồi thì nó có cái sự khác nhau, giống nhau như thế nào, và cái lợi ích của nó có hơn, có chênh lệch với nhau hay không. Thì như vậy cái đối với lại cái siêu âm mà đàn hồi thoáng qua, tức là cái này chỉ làm cho cái gan thôi, thành ra là mình không cần quan tâm tới. Còn đối với những cái cấu trúc phần mềm thì mình sẽ làm siêu âm hoặc là đàn hồi sóng biến nghe, hoặc là siêu âm đàn hồi nén, tức là siêu âm hoặc là strain echo. Thì cái này ha là siêu âm đàn hồi của ampli, tức là mình đo đạc theo centimet giây, còn đối với supersonic mình đo theo kilopascal. Thì như vậy á, mình thấy là về cái nguyên lý về kỹ thuật á, thì là cái siêu âm đàn hồi mà của ampli thì là đây là một cái siêu âm đàn hồi động, và nó đo cái lực tác động trên nó, đó là một cái xung lực từ cái sóng siêu âm. Còn trong khi hai cái loại này là siêu âm đàn hồi động, còn đối với lại siêu âm đàn hồi mà nén thì đó là một loại siêu âm bán tĩnh, chứ không phải là tĩnh mà là bán tĩnh. Về cái chỉ số để đánh giá
thì đây là cái siêu âm đàn hồi định lượng, thành ra là mình sẽ đo đạt được chính xác cái độ cứng của sang hương, cũng giống như là cái vận tốc truyền của sang hương là bao nhiêu. Thành ra mình có cái đơn vị để mình đo centimet giây theo acti và kilopascal theo sức bẹt sonic. Còn cái đối với lại cái siêu âm đàn hồi nén thì nó là một định tính, và cái này nó chỉ là bán định lượng mà thôi. Thành ra mình chỉ đo cái chỉ số giữa sang hương và cái mô mỡ xung quanh, tức là mình có cái chỉ số đàn hồi strain elastone. Đây là một cái siêu âm trên cái loại này á, hai cái loại này acti và sức bẹt sonic. Thì đây là đối với acti thì nó vừa định tính vừa định lượng, đối với sức bẹt sonic thì chỉ có định lượng mà thôi. Còn đối với lại cái siêu âm đàn hồi nén của tất cả các loại máy thì đều là định tính hết. Về chứng cớ lâm sàng thì đối với acti là loại tốt nhất, đối với lại sức bẹt sonic thì nó ít tốn hơn, nhưng mà đối với lại cái strain thì nó thấp. Thành ra chính vì vậy mà bắt buộc là để thực hiện một cái siêu âm đàn hồi mà nén cho có giá trị chính xác thì người ta đòi hỏi kinh nghiệm của người bác sĩ siêu âm bên rất nhiều. Đây là một cái nghiên cứu cho mình thấy là người ta sử dụng siêu âm đàn hồi siêu âm B1 đơn thuần và một cái siêu âm B1 kết hợp với là đàn hồi nén, siêu âm B1 kết hợp với lại siêu âm đàn hồi sóng biến ngang. Thì như vậy mình thấy là khi mà có sự kết hợp của cái siêu âm đàn hồi thì nó sẽ tăng cái độ chính xác lên rất là nhiều. Và cái này là người ta yêu cầu cái người bác sĩ này phải có 10 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực B1 thì cái độ chính xác mới được tới nhiêu đây. Còn nếu như mà mình là mới chập chững những vài năm kinh nghiệm thôi á, thì cái độ chính xác của mình đương nhiên nó sẽ còn thấp hơn mức này rất là nhiều. Nhưng nếu có sự hỗ trợ của siêu âm đàn hồi thì đương nhiên cái giá trị của nó sẽ tăng lên, cái độ chính xác nó sẽ tăng hơn. Đây là những cái nghiên cứu của nhiều tác giả để cho mình thấy là khi mà mình làm siêu âm đàn hồi nén mà mình có những cái chỉ số, thì như vậy những cái chỉ số mà mình đo được trên cái siêu âm đàn hồi nén đó nó có giúp ích gì được trên cái siêu âm B1 này không. Thì người ta thấy là người ta sau khi những cái loạt nghiên cứu người ta trên một số đông thì người ta đưa ra những cái khuyến cáo như thế này. Ví dụ như đối với tác giả này ha, thì nếu như mà mình đo trên cái sang hương đó mà cái score của nó là 1 hay 2 thì như vậy mình sẽ hạ thấp cái BRAC mà mình đánh trên cái B1. Ví dụ trên B1 mình đánh là 4-5 thì nó là score 1 hay 2 thì mình sẽ xuống nó còn là 3-4. Còn đối với lại những tác giả này cũng vậy nè, tác giả này nếu mà là score 1 thì mình sẽ hạ nó xuống 1 bậc. Còn như tác giả này thì họ không có đồng ý là cái quan điểm là hạ xuống, mà là họ giữ nguyên khi mà cái sang hương ở score 2. Điều này để cho thấy là cái gì? Một cái sang hương mà nó nằm ở trong score 1, mình có thể yên tâm nó là một cái tổn thương lành tính. Với score 2 thì tùy theo tác giả, có tác giả thì hạ thấp nó xuống, nhưng có tác giả thì vẫn giữ nguyên cái mức độ trên B1, cái BRAC trên B1. Còn đối với là từ score 3 cho đến score 5 thì mình xem lại cái score 4, score 5 là người ta không có khuyến cáo mình là phải hạ xuống ha. Mà khi mà làm một cái sang hương đó mà tới score 4, score 5 thì lúc đó mình phải tăng lên nó một bậc. Ví dụ như mình làm trên cái siêu âm mà B1 mình nghĩ nó là BRAC 3, thì như vậy khi mà làm trên cái siêu âm đàn hồi mà mình xếp nó vào score 4, score 5, tức là từ BRAC 3 mình phải tăng nó làm thành BRAC 4, hoặc từ BRAC 4 mình tăng nó thành BRAC 5, từ BRAC 4A mình tăng nó là BRAC 4B, và từ BRAC 4C mình tăng nó lên thành BRAC 5. Còn như tác giả này thì họ bắt đầu tính từ cái score 3 là mình phải tăng cái BRAC lên trên một bậc. Điều đó cho mình thấy cái gì? Tức là cái siêu âm hỗ trợ, siêu âm đàn hồi nó sẽ hỗ trợ trong cái xếp loại BRAC cuối cùng của mình trên cái siêu âm B1. Và như vậy nếu như một cái tổn thương nào mà nó có score 1 thì mình yên tâm đây là cái tổn thương lành tính, để mình tránh phải can thiệp lên trên những cái tổn thương mà không cần thiết. Còn từ score 2 trở đi thì mình có thể là mình bắt buộc là mình phải can thiệp. Ví dụ như tác giả này thì họ đối với score 2 là họ không thay đổi cái score của mình. Thành ra nếu như mà không thay đổi cái BRAC của mình, thành ra nếu như BRAC của mình là 4 thì mình vẫn phải giữ nguyên nó là BRAC 4 mặc dù cái score của nó là 2. Thì bây giờ đây là một cái biểu đồ cho mình xem để mình biết là siêu âm đàn hồi nó sẽ hỗ trợ cho cái phần B1 như thế nào. Thì như vậy như nãy giờ mình đã nói là siêu âm đàn hồi mình sẽ có hai loại, một loại là siêu âm đàn hồi nén và một loại là siêu âm đàn hồi sóng biến ngang. Thì người ta chia ra làm siêu âm đàn hồi dương tính và âm tính. Định nghĩa dương tính là thế nào? Đối với là siêu âm đàn hồi nén, âm tính là khi là score 1, dương tính là score 4 và 5.
và score 3 và 2 và 3 thì nó là cái tổn thương ở trung gian nghi ngờ. Còn đối với là siêu âm đàm hồi sóng miếng ngang thì âm tính là xanh dương, dương tính là màu đỏ. Còn nếu là màu xanh lá, màu scar tức là ở mức trung gian. Thì như vậy, nếu như có một cái sang thương trên B1 mình xếp nó vào vị giác 4A mà mình làm siêu âm đàm hồi mà nó âm tính thì mình sẽ xuống nó vị giác 3. Nếu nó dương tính thì mình sẽ đưa nó thành vị giác 4B. Còn nếu như mà một cái sang thương mà vị giác 3 mà mình làm siêu âm đàm hồi mà nó dương tính thì mình tăng nó lên vị giác 4A. Mà nếu đàm hồi của vị giác 3 mà âm tính thì nó sẽ chuyển xuống thành vị giác 2. Thì như vậy, từ đây mình sẽ biết là mình có nên can thiệp hay không nên can thiệp cho cái sang thương đó. Tại vì mình biết là đối với lại Việt Nam mình á, thì một cái can thiệp trên bệnh nhân nó không có đắt, gọi là quá đắt. Nhưng nếu như đây là ở nước ngoài mà mình can thiệp lên những cái tổn thương mà nó quá điển hình lành tính thì như vậy sẽ là một sự tốn kém rất lớn. Cũng giống như là nếu mình bỏ sót những cái sang thương từ vị giác 3 mà mình không làm đàm hồi thì mình có thể bỏ sót một cái sang thương 4A. Như vậy thì để mà trên cụ thể á, thì ứng dụng siêu âm đàm hồi đối với là vị giác 4A, mình quyết định mình xuống là vị giác 3 để khi nào? Tại vì khi mình xuống là vị giác 3 thì như vậy là không cần thiết phải sinh thiết, hay là sinh thiết hay là theo dõi ngắn hạn. Thì như vậy người ta dựa vào những cái tiêu chuẩn này. Nếu như mà trên siêu âm đàm hồi nét mà cái score của nó là 1 hay 2, và hoặc là trên cái siêu âm đàm hồi sóng biến ngang mà cái màu của nó là màu xanh dương nhạt, thì như vậy, và cái độ kilopascal của nó là nhỏ hơn bằng 80, thì như vậy tất cả những cái này bắt buộc phải sinh thiết. Nhưng nếu mà cũng cái sang thương đó nhưng mà trên cái siêu âm đàm hồi mà mình thấy nó là score 1, hoặc là cái siêu âm sóng biến ngang nó là màu xanh dương đậm, tức là nó rất là mềm, và cái kilopascal của nó nhỏ hơn 30, thì mình chỉ cần theo dõi mà thôi. Thành ra là từ cái vị giác 4A với cái siêu âm đàm hồi này mình có thể hạ nó xuống là vị giác 3. Nhưng mình sẽ quyết định là mình trước khi mà mình theo dõi định kỳ mình có cần thiết với sinh thiết hay không, thì mình dựa vào những cái thông tin này để mà mình sinh thiết rồi hãy theo dõi, hay là không cần sinh thiết chỉ theo dõi mà thôi, thì mình sẽ dựa vào những cái thông tin này. Cũng giống như đối với là vị giác 3 thì trên thực tế người ta thấy là có rất nhiều sang thương vị giác 3 mà phụ nữ 20% phụ nữ có sang thương là vị giác 3 không cần thiết phải làm theo dõi định kỳ. Tại vì theo dõi định kỳ tức là 6 tháng mình phải làm lần, và sau một thời gian 2 đến 3 năm mình thấy sang thương nó hoàn toàn không thay đổi gì hết, thì lúc đó mình sẽ chuyển xuống vị giác 2. Và mình thấy là cái số đó nó quá nhiều, 20%. Thành ra chính vì vậy á, đối với vị giác 3 thì bây giờ cái câu hỏi của mình là cái này nè, sẽ bỏ luôn cái giai đoạn cái vấn đề theo dõi định kỳ theo dõi ngắn hạn mà chỉ là theo dõi định kỳ mà thôi, có nên làm như vậy hay không, người đó có nằm trong cái nhóm 20% này hay không, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái kết quả của siêu âm đàm hồi. Nếu như siêu âm đàm hồi nén mà nó là score 1, hoặc là siêu âm đàm hồi sóng biến ngang mà nó là xanh dương đậm và cái kilopascal của nó rất là thấp, thì như vậy mình sẽ chuyển xuống vị giác 2, tức là mình sẽ theo dõi định kỳ mà thôi, không cần theo dõi một thời gian ngắn mỗi 6 tháng. Còn nếu như cũng cái sang thương đó mà trong cái đối với lại cái vị giác 3, mình biết là sẽ có một số trường hợp khi mà mình làm siêu âm đàm hồi nó sẽ nâng lên thành vị giác 4. Thì như vậy á, khi mà mình sang thương trên B1 mình xếp nó là vị giác 3, thì bây giờ câu hỏi của mình cần phải theo dõi ngắn hạn mỗi 6 tháng hay là mình có cần sinh thiết trước khi mà mình theo dõi ngắn hạn hay không? Cái vấn đề đặt ra là cái gì? Vấn đề đặt ra là có một số trường hợp những cái ung thư vú nó bị hóa cao, thành ra giới hạn của nó rất là rõ. Thành ra do đó đó mình tưởng là nó là một cái tổn thương lành tính trên cái siêu âm B1. Nhưng mà với cái siêu âm đàm hồi thì mình đo đạt được, nếu như mà cái chỉ số nén của nó, cái score trên cái siêu âm đàm hồi nén đó là 4, 5, hoặc là cái siêu âm đàm hồi sóng biến ngang của nó là màu đỏ, nó rất là cứng, và cái kilopascal của nó lớn 160, thì bắt buộc những cái sang thương này mình phải sinh thiết. Thành ra cái vấn đề của cái siêu âm đàm hồi, ứng dụng siêu âm đàm hồi là trong cái giá trị của 4A và 3. 3 xuống 2, 4A lên 4B. Bây giờ đến cái phần này thì mình nói về cái hạn chế của nó. Nãy giờ mình thấy là giá trị của nó quá nhiều rồi, vậy thì nó có hạn chế gì hay không? Chắc chắn là nó phải có. Thứ nhất là về kỹ thuật, đây là một vấn đề, một kỹ thuật mới mà mình cần phải học để mình làm cho nó tốt. Tại vì ngay cả đối với là cái siêu âm đàm hồi sóng biến ngang, mặc dù mình nói nó là rất là khách quan, không có phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ, nhưng nếu mà mình làm sai kỹ thuật thì kết quả mình vẫn sai như thường.
Cái thứ hai nữa là đối với những ung thư vú mà nó không tạo thành khối u trên siêu âm B1 thì như vậy mình sẽ không nhìn thấy khối u trên siêu âm B1, vậy đó mình đâu có làm siêu âm đàn hồi, thành ra mình sẽ bỏ sót những cái sang thương đó. Cái thứ ba nữa là đối với những cái sang thương mặc dù nó tạo thành khối nhưng nó có độ tương phản rất là kém so với lại mô chung quanh, thành ra nếu như mà mình không làm kỹ, mình lướt cái đầu dò nhanh quá thì những cái sang thương này mình sẽ bỏ sót. Và đương nhiên nếu mình bỏ sót trên siêu âm B1 thì mình cũng sẽ không có cái kết quả của siêu âm đàn hồi. Những cái vú mà nó quá mỏng hoặc là những cái tổn thương nó nằm quá nông sát ngoài da thì đây là cái hạn chế lớn của cái siêu âm đàn hồi, mà nhất là siêu âm đàn hồi nén. Tại vì nó nông quá mình sẽ nó cho cái hình ảnh giả, thì mình vừa để cái đầu dò lên là mình đã thấy nó cứng rồi ha. Rồi đối với những cái sang thương ác tính nhưng mà lại không cứng, có nghĩa là nó mềm ha. Sang thương ác tính nhưng mà nó mềm, tại vì mình quy ước với nhau là gì, ung thư là cứng, vú lành là mềm, mình quy ước với nhau là như vậy. Nhưng đây là một cái tổn thương ác tính mà lại không cứng, do đó nó sẽ hiển thị bằng cái hình mềm trên cái siêu âm đàn hồi, thành ra nó làm cho mình sai sót ở chỗ này. Do đó cái mà kinh nghiệm của cái siêu âm B1 rất là quan trọng trong cái chỗ này. Còn cái thứ hai nữa, tiếp theo nữa là cái sang thương lành tính nhưng mà lại quá cứng ha. Thành ra vì nó cứng thành ra mình tưởng nó ác, nhưng mà thật ra nó lại là lành đó. Thì đây là cái giới hạn của siêu âm, nó cho cái hình ảnh cứng trên siêu âm đàn hồi, nó làm cho mình tưởng đây là một ung thư nhưng mà nó lại là tổn thương lành tính. Những cái sang thương mà nằm quá sâu thì cái khi mình làm siêu âm đàn hồi nó sẽ bị xảo ảnh rất là nhiều, sẽ không đánh giá được, cũng giống như sang thương quá to. Mình biết là cái đầu dò của mình nó có ngắn có chút xíu này, và nếu sang thương nó bự quá thì cái đầu dò mình nó đâu có trừng được cái sang thương. Tại vì muốn làm siêu âm đàn hồi thì cái sang thương nó phải nằm trong cái màn hình của mình, tức là cái đầu dò nó phải trừng được sang thương, mình vừa thấy được sang thương và mình vừa thấy được cái mô bao chung quanh cái sang thương đó thì mình mới làm được cái siêu âm đàn hồi. Còn bây giờ bản thân cái sang thương nó quá to, cái đầu dò mình nhỏ xíu thì mình sẽ không làm được cái siêu âm đàn hồi trên cái sang thương đó nhé. Đây là những cái hình ảnh về cái sai sót của cái siêu âm đàn hồi. Ví dụ như các bạn thấy đây đàn hồi nén, thì mặc dù nói là nén có nghĩa là mình phải đè nó xuống, nhưng mà thực tế nếu mình đè là cái hình mình sai đó. Các bạn nhìn cái hình này các bạn thấy đó, người ta đè nó xuống như thế này, đây là cái hình sai. Mà mặc dù đó là nén, giờ mình chỉ vừa chạm da một chút xíu thôi, rất là nhẹ, mà đè rất là nhẹ thôi, thì như vậy nó mới là đúng kỹ thuật. Thành ra mình chỉ đè nhẹ như thế này thì mình ra được cái hình đúng. Còn mình đè như thế này đúng theo cái tên đè của nó thì mình sẽ ra cái hình sai nhé. Ví dụ như đây là một ung thư vú, các bạn nhìn thấy ha, một cái tổn thương echo rất là kém trên B1, rồi bờ góc cạnh tùm lưng nó giới hạn không rõ và giả lăng phía sau không đều. Khi mà mình làm đúng kỹ thuật thì mình thấy đây là một cái sang thương có cái score 4 rất là cứng ha, toàn bộ của nó là score 4. Nhưng mà nếu mình làm sai kỹ thuật cũng cùng với sang thương này, sai kỹ thuật thì mình thấy nó là score 2, tức là dạng khảm, vừa xanh lá vừa xanh dương, khảm như thế này. Thành ra là đây là kết quả nó sai hoàn toàn. Mà nếu như mình chỉ đơn thuần dựa vào cái hình ảnh của siêu âm đàn hồi thì mình lại cho cái này nó là mềm và mình không có can thiệp được trên đây là mình sai. Sai cái này là vì sai kỹ thuật. Còn nếu như mình biết phân tích trên siêu âm B1 thì mình cũng nên nhìn thấy là cái sang thương này hoàn toàn không chấp nhận được cái chuyện là tổn thương lành tính được, vì hình ảnh trên B1 nó quá ác tính đó. Thành ra để nói lên cái gì, đây là một sang thương rất điển hình ác tính, nhưng nếu mình làm sai kỹ thuật mình vẫn có thể cho ra hình ảnh lành tính trên một cái siêu âm đàn hồi như thường. Đây cũng vậy, một cái sang thương cái hình này là có tổn thương lành tính, mà khi mà mình làm siêu âm đàn hồi, tổn thương là đây, làm đàn hồi sóng huyết ngang, thì mình thấy cái sang thương nó có cái màu xanh dương cùng với lại cái màu của mô chung quanh, có nghĩa là sang thương này nó mềm ha. Nhưng mà mình thấy cái phần mô ở chung quanh này nó tăng cái màu sáng, cái màu nó thay đổi, cái màu nó đi tương đương với lại cái phần cứng. Là vì sao? Là vì mình đè cái đầu dò mạnh quá, thành ra ngay tại cái vị trí mà mình đè nó sẽ bị nén rất nhiều, chính cái chỗ nén nhiều thành ra nó tăng cái độ cứng lên, và tăng cái độ cứng lên nó cho hiển thị một cái màu của cái cứng đó. Thành ra nếu mà làm sai mình sẽ cho ra những cái hình ảnh sai. Cái này cũng vậy ha, tức là một cái sang thương là nằm ở đây, và nếu như mình làm kỹ thuật không đúng thì mình sẽ thấy có một cái tổn thương, một cái hình mềm, hình cứng chung quanh cái sang thương đó, nó cứng ở phần da và nó cứng luôn cả cái cơ ngực luôn. Về cái chất lượng của siêu âm, hai cái loại siêu âm đàn hồi, thì đối với lại cái khi mà mình làm đúng kỹ thuật thì mình sẽ ra một cái hình rất là đẹp. Ví dụ như trên cái này, đây là sang thương, đây là sang thương trên B1,
Và khi mình làm trên cái sườn đàn hồi, mình thấy là cái phổ màu của nó sẽ rất là mềm mại, rất là nhìn nó dễ chịu con mắt mình ha, nó rõ ràng cái màu của nó. Còn trong khi nếu như mà mình làm không đúng kỹ thuật, như đây là không đúng kỹ thuật, là do cái đầu dò của mình nó không có đứng yên một chỗ, nó nhúc nhích qua lại nhiều quá, thành ra nó làm cho cái màu, cái màu trên cái sườn đàn hồi nó rất là thô, nó thô và nó không chính xác như thế này. Ở đây cũng vậy, ví dụ như trên cái hình này là một cái tổn thương lành tính và một tổn thương ác tính. Nếu mà làm đúng kỹ thuật thì mình thấy hình ảnh của nó rất là rõ, cũng là cái tổn thương lành tính, nó là một xanh dương. Tổn thương ác tính thì nó có xâm lấn vào mô chung quanh như thế này ha, rất là rõ. Còn nếu như mình làm sai kỹ thuật, tức là mình đè nén nhiều quá, thì mình sẽ thấy là những cái vùng mà mình đè nén nhiều nó sẽ làm thay đổi cái màu của mình đi, và mình tưởng đâu là xanh dương nó xâm lấn vào những cái cấu trúc đó. Còn đây là hạn chế tiếp theo nữa, tức là sanh hương nó có cái độ tương phản, không có giống với lại cái giống như là cái mua bình thường quá, nên là mình không nhận diện ra được nó. Ví dụ như đây mình nhìn mình thấy không biết cái này là sanh hương, cái này là mua vú, cái này là mua vú, mà mình nhìn mình thấy cái độ hồi âm của nó là ná giống nhau. Thành ra khi mà mình nhìn cái này, nếu mà mình làm nhanh quá có thể là mình sẽ bỏ sót, tại vì nó giống mua vú bình thường quá. Nhưng mà khi mình làm sơn đàm hồi thì mình thấy là nguyên cái vùng này nó khảm màu xanh dương và màu xanh lá. Các bạn thấy đây là cái score 2, tức là khảm xanh dương và xanh lá. Nhưng khi đó mình nhìn lại mình sẽ thấy có một cái điều khác biệt là như thế này. Đây là mô vú bình thường. Cái phần mô vú bình thường nó cũng có khảm màu xanh dương và màu xanh lá. Nhưng cái màu xanh dương của nó là xanh dương nhẹ. Còn trong khi cái vùng này đây là có màu xanh dương đậm. Có nghĩa là cái phần này nó cứng hơn so với lại cái phần mô ở đây. Và chính đây là một cái gợi ý cho mình, đây là một cái tổn thương mà không phải được rồi. Score 2 điển hình. Ha, là khi mà can thiệp lên trên đây thì đây là một cái ung thư ống tiêm vú xâm lấn. Còn cái hạn chế của một cái sơn đàm hồi sống biết ngang đối với lại cái nang, một cái nang nhiễm trùng và một ung thư ống tiêm vú, thì mình biết nang nhiễm trùng là cái gì? Là một cái tổn thương nó không còn gói gọn trong cái nang nữa, vì nó nhiễm trùng thành nó xâm lấn vào môi xung quanh, nó làm cho thay đổi cái hình ảnh trên bề mặt. Còn ung thư thì sao? Ung thư cũng xâm lấn vào mô chung quanh, thành ra mình thấy cái hình ảnh của nó cả hai trên B1 nó đều thay đổi hết. Còn trên siêu âm đàn hồi là cái gì? Trên siêu âm đàn hồi á, mình thấy là một cái đây là một cái ung thư vú, và mình thấy cái sang thương thì cái chung quanh cái sang thương nó có cái hình tăng cái độ, tăng cái màu đen, nó thay đổi cái màu, nó giảm nó tăng cái độ sáng của cái màu lên, có nghĩa là sang thương nó xâm lấn vào đây chỗ này. Trong khi một cái nang nhiễm trùng nó cũng vậy. Cái sang thương là nằm đây, nhưng mà mô chung quanh của nó cũng tăng theo cái độ sáng ở đây. Nó làm cho cả hai cái hình này mình không biết được cái nào là một cái ung thư, cái nào là cái nang không điển hình. Thì đây chính là cái giới hạn của nó. Thật ra chính vì vậy mình phải can thiệp trên cả hai cái này. Và khi can thiệp lên đây thì mình biết đây là một cái nang, còn đây là một cái vú đặc. Ví dụ như đây là cả hai bệnh nhân này đều là một cái ung thư ống tiêm vú xâm lớn hết. Nhưng mà đối với lại cái hình đây thì là sang thương này nó ít xâm lấn, thành ra mình không phát hiện được cái vùng màu xanh nhạt chung quanh cái sang thương này, thành ra mình cảm giác như đây là một cái tổn thương lành tính, nhưng mà thật ra nó là tổn thương ác tính. Còn đây cũng là một cái sang thương rất là nhỏ, một ung thư vú rất là nhỏ, nhưng mà nó có cái sự xâm lấn vào mô chung quanh, thành ra trên cái hình ảnh của siêu âm đàn hồi thì mình thấy nó có cái vùng cứng bao chung quanh cái sang thương như thế này. Thành ra cũng cùng là một ung thư ống tiêm vú, nhưng mà nếu sang thương nào mà nó có độ tấn công vào mô chung quanh nhiều hơn thì cái hình ảnh của nó sẽ rõ ràng điển hình hơn trên cái siêu âm đàn hồi, mà nó càng ít tấn công thì nó càng ít điển hình, lúc đó mình càng dễ sai lầm. Thì như vậy với cái sai lầm hồi nãy á, là một cái nang vú nhưng mà nó nhiễm trùng, nó xâm lớn vào mô chung quanh, nó làm cho mình tưởng đây là một cái vùng mô cứng, thành ra mình can thiệp lên trên nó thì mình biết nó là cái nang. Còn đây là một cái ung thư nhưng mà nó lại không xâm lấn, thành ra nó làm cho mình lầm tưởng đây là một cái tổn thương lành tính, nhưng mà khi mình can thiệp mình mới biết nó là đây là một cái tổn thương ác tính, cô đặc ác tính. Thì như vậy đây chính là cái giới hạn của siêu âm đàm hồi. Thành ra chính những cái này nó cũng đòi hỏi mình là phải có những cái kinh nghiệm trên siêu âm B1. Chẳng hạn như đây là một cái tổn thương, các bạn thấy nó echo kém so với mô mở giới hạn không rõ và giảm âm phía sau không đều. Nhìn cái hình trên B1 mình cảm thấy là nó rất là ghê, thành ra mình phải xếp nó vào nhóm virus 4C. Nhưng mà trên cái siêu âm đàn hồi thì mình thấy nó nhìn rất là cứng,
và cái vùng trung tâm của nó cứng hơn so với rìa, tức là mình xếp nó vào score 5. Có nghĩa là trên siêu âm B1 cũng xấu mà trên siêu âm đàn hồi cũng xấu. Nhưng khi mà mình làm lấy cái này ra thì kết quả giải phẫu bệnh của nó chỉ là sẹo tỏa tia, tức là một cái dạng của thay đổi sờ bọc. Thì đây là một cái dạng của thay đổi sờ bọc rất hay gây cái tình trạng cứng trong mô vú. Do đó nó làm cho mình đo đạc, mình thấy nó cứng, mình nghĩ nó là ác tính, nhưng thật ra nó là thay đổi sờ bọc. Cũng giống như đây, mình thấy một cái sang vươi cô kém giới hạn không rõ, giảm âm phía sau không đều, và mình sẽ xếp nó vào là nhóm Mirac 4B cho đến 4C. Và trên cái siêu âm đàn hồi thì mình thấy nó rất là cứng, cũng rất là cứng luôn ha. Thành ra cái này là score 5 trên siêu âm đàn hồi. Nhưng mà khi mà mình làm cái siêu âm mình làm lấy ra để làm phẫu thuật đó, thì lúc cuối cùng của nó kết quả là sẹo tỏa tia. Tức là sẹo tỏa tia là một cái tổn thương lành tính, một dạng của thay đổi sờ bọc, nhưng mà nó rất là cứng. Trên cái siêu âm bình thường, trên nhũ ảnh tất cả nó đều là cứng, nó là bản chất của nó là cứng. Thành ra nó làm cho mình làm tưởng là một tổn thương ác tính trên cái siêu âm đàn hồi. Thành ra chính vì vậy, khi mà mình làm cái siêu âm đàn hồi, bắt buộc là mình phải xem cái sang thương nó có tăng kích thước hơn trên cái siêu âm đàn hồi hay không. Tại vì đây là một dấu hiệu gợi ý. Nếu như cái sang thương đó mà nó tăng kích thước hơn trên siêu âm B1, thì như vậy, xem đàn hồi nó tăng kích thước hơn so với cái này, thì như vậy mình phải nghĩ đây là cái sang thương nó có xâm lớn vào mô chung quanh và cái khả năng ác tính của nó rất là cao. Thành ra là trong những trường hợp này, bắt buộc cái câu hỏi này mình cần phải trả lời. Cái hạn chế tiếp theo nữa là đối với lại cái tổn thương nó lành tính nhưng mà nó lại quá cứng. Ví dụ như đây là một cái bướu sợi tuyến, cái bệnh nhân này đã có từ lâu rồi, và vì bướu sợi tuyến mà càng lâu thì nó sẽ càng thoái triển, nó có thể vôi hóa, nó có thể thoái hóa hyaline, và chính những cái thoái triển đó của nó sẽ làm cho cái bướu trở nên cứng. Do đó khi mình đo đạc thì mình thấy nó có độ cứng trên cái xương đàn hồi, nó là score 4. Đây cũng vậy, đây là một cái bướu đàn hồi, một cái bướu sợi tuyến mà nó bị đóng vôi, thành ra nó trở nên rất là cứng, và trên siêu âm đàn hồi mình cũng xếp nó là score 4. Còn đây là một cái nang dầu nó hoại tử, thì khi mà nó hoại tử thì nó sẽ kèm theo tình trạng sơ hóa, và chính cái tình trạng sơ hóa đó nó làm cho cái bướu nó trở nên cứng. Thì tất cả những cái này nó đều là tổn thương lành tính nhưng nó lại là cứng trên siêu âm đàn hồi, tức nghĩa là nó phải score 4 nhưng nó sẽ không bao giờ có score 5. Score 5 có nghĩa là phải xâm lớn vào mô chung quanh, thành ra nó chỉ có score 4 mà thôi. Rồi, một cái giới hạn tiếp theo nữa của cái siêu âm đàn hồi đó là cái sang thương nó nằm quá sâu. Ví dụ như các bạn thấy nó, cái sang thương nó nằm tuốt trong này, thì khi mà mình làm đàn hồi á, nếu mà mình không để ý, mình nhìn cái khúc này, mình nhìn khúc này thì mình thấy là blue nè, green nè, red nè, thì mình nghĩ cái này gì, nó là nang, điển hình của một cái nang vú. Nhưng mà thật ra cái sang thương là nó trùm tới dưới này, trên này, chứ không phải là chỉ ở khúc này mà thôi, cái sang thương tuốt trên này. Thành ra cái vùng này là cái vùng mà nó không thể tạo được cái hình ảnh đàn hồi, vì sang thương nó nằm quá sâu. Thành ra đối với những cái sang thương sâu thì nó hay cho những cái hình ảnh bị giới hạn như thế này. Và người ta khuyến cáo là muốn mà cái độ đàn hồi nó chính xác thì cái sang thương đó nó không nên quá sâu hơn 12mm tính từ mặt ngoài da. Nó càng sâu hơn thì lúc đó cái độ chính xác nó càng thấp. Đây là một cái tổn thương trên B1, mình thấy echo rất là kém so với nụ mô mỡ, giới hạn rõ, bờ thì hơi tạo cung. Trên cái siêu âm đàn hồi thì mình thấy nó có cái dạng thảm của score 2 ha, tức là vừa xanh lá với lại màu xanh dương nó thảm nhau. Thành ra trên hình ảnh này mình nghĩ nhiều đến là một cái tổn thương lành tính, nhưng mà thật ra thì đây là một cái ung thư biểu thị xâm lấn. Đó là cái giới hạn của siêu âm đàn hồi. Cũng giống như mình nhìn thấy nè ha, một cái tổn thương này echo kém bằng tương đương với lại mô mỡ, giới hạn khá là rõ, bờ thì nó tạo cung không đều. Và trên cái siêu âm đàn hồi thì mình thấy nó là score 2, tức là vừa xanh dương, xanh lá nhau. Thì đây là một ung thư vú dạng nhạy. Thành ra chính vì vậy mà nhiều tác giả họ không đồng ý hạ cái RAS xuống, hạ cái BRAS xuống khi mà nó là score 2. Họ chỉ hạ xuống khi nó là score 1, tức là nó là xanh hoàn toàn giống như là mô bình thường, thì lúc đó mới được quyền hạ. Còn nếu nó từ score 2 trở lên là không được quyền hạ. Còn score 3, score 4, score 5 là mình phải tăng RAS nữa, tăng BRAS nữa. Và trong những trường hợp này, cái câu trả lời của mình á là phải xem có tăng kích thước hơn trên cái siêu âm đàn hồi hay không. Tại vì nếu như hình ảnh của nó là score 2 như thế này, nhưng khi mình đo đạc kích thước mình thấy nó lớn hơn so với lại trên B1, thì có nghĩa là nó có xâm lớn vào mô chung quanh. Thì câu này là cái cần mình phải trả lời câu hỏi này. Thì nói tóm lại ha,
cái siêu âm đàm hồi nó là một cái phương tiện để nó hỗ trợ cho cái siêu âm bê mốt và siêu âm màu, chứ nó không tự đi một mình nó được, nó phải có siêu âm bê mốt và siêu âm màu, và nó sẽ có vai trò rất là tốt trong cái tổn thương của vú xếp loại BRAF 3 và BRAF 4A. Nó nhờ cái siêu âm đàm hồi thành ra nó hạn chế cho mình cái việc can thiệp vào những cái sang thương không cần thiết, nhưng mình cũng sẽ tránh được bỏ sót những cái sang thương cần thiết phải can thiệp. Và cái siêu âm đàm hồi nó còn giúp cho mình, nếu mà mình làm F&A hoặc là mình sinh thiết lõi, thì mình sẽ coi cái vùng nào cứng nhất, mình sẽ đưa vào cái sang thương vào cái kim vào chỗ đó thì mình sẽ lấy được nhiều mô hơn. Hoặc là mình coi trong cái sang thương đó mình thấy cái chỗ nào mà nó có nen, tức là nó có cái vùng hoại tử mà cái phổ màu của nó là cái màu BCR, thì như vậy mình đừng cứ đưa cái kim sinh thiết mình vào cái vùng đó, thì mình chỉ lấy toàn mô hoại tử mà thôi. Đó, thì như vậy nó sẽ gợi ý cho mình những cái vùng mà mình cần thiết phải can thiệp. Siêu âm đàm hồi thì nó cũng rẻ, tương đối là rẻ ha, không xâm lấn và mình có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên mỗi một cái phương pháp nó đều có một cái hạn chế riêng của nó. Thành ra là cái việc mà mình phải có những cái kinh nghiệm về siêu âm đàm hồi để mà mình đem lại cái độ chính xác cái siêu âm đàm hồi đó được cần thiết. Và cái phần trình bày của tôi đến đây là chấm hết. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn bác sĩ Cúc cho một bài phát biểu rất là dài và rất là nhiều thông tin. Xin phép họ cho hỏi là quý bác sĩ có thắc mắc gì không ạ? Cho xin phép 10 phút rồi sau đó mình giải lao tí đi ạ. Đúng không ạ?